The monster behind the mask, this story contains sensitive content, trigger warning, references to abuse, addiction, suicide attempts, mental health struggles, she made him a Long Island iced tea and he went home and told his mother he was going to marry the bartender. It was her first summer as a full-time resident of the small fishing village she had visited frequently in her youth. Her children in another state for a summer visit with her ex had her enjoying a brief reprieve from full-time, single mom life. As for this Long Island iced tea drinking customer, she wasn't thinking about marrying him, but she was thinking about him. He was 6 feet 1 inch with braids and brown skin that glistened in the sun as he strolled up and took a stool at her waterfront, outside bar. He left after that one drink and she immediately pumped his two sisters, who waitressed at the same establishment, for info about him. It was lighthearted and not pursued after she learned he had a girlfriend. She went on to have a fabulous summer fling with another local which lasted beyond the season and finally ended just around the holidays. It was at the employee holiday party that, he who shall remain nameless from now until the end of time, reappeared on the scene. He also, had recently found himself single. She took him home and he stayed. That's the long and short of it. The kids liked him instantly. He was funny, and easy enough to spend time with. It progressed so quickly. She had assumed he was the older brother to the co-workers she had since become friends with. A short time later, she learned she was mistaken and he was actually 11 years her junior. Upon hearing this she had said, oh well, it's not like I'm gonna marry him, she was wrong. In merely two months time from that fated holiday gathering, she would find they were expecting a child. Her youngest of the three children she had being seven, she had not been planning to have more. However, when she saw the second line appear on the stick she held in her hand, she couldn't help but be overcome with a rush of excitement and pure love. For the speck-sized seed growing inside her. His reaction was equally joyful and he vowed in that moment to always be there for her, her children, and now theirs. It's with great difficulty she ever acknowledges these joyful recollections. Times in her early relationship when she was filled with love and hope. She doesn't typically allow herself to recall the happiness, because of the shame it fills her with. The shame that stems from knowing that it was she who not only allowed him into their lives, but willfully fought to keep him in them, just months into the pregnancy things began to change. She recognized the signs of active addiction and it brought all the chaos with it, it possibly could. There were fights, and tears, and cheating, and violence. Finally it was done and she stepped into a future where she would continue on as a single mother, now with an additional babe in arms. He made it to the birth of their daughter and they briefly attempted to be a family. The attempt failed quickly. With him out of the picture, feeling alone and overwhelmed, she struggled with her own demons. She made questionable decisions and walked some dark paths, she walked a road so dark, she found him on it. They hadn't made it work in the light, but now in this shadowy world they came together and formed a twisted connection woven together with lies and betrayal. She became unrecognizable to herself until one cold January morning, staring at her reflection, she saw a glimpse of the woman. The mother, who she used to be. She was still in there. And in that single moment of grace, the lights, though dim at first, flickered back on. She stepped out of the bleakness and back into the warmth of the sun. Life evolved quickly and smoothly, somewhat seamlessly, as she fully embraced all that felt right. He joined her rather than lose her and together they, as well as the four young lives on this ride with them, grew. There was a wedding. A beautiful, simple, celebrated wedding. There was community. There was a church family to be joined, where they worshiped together, where they volunteered together. There were sports played and coached. There were family vacations and romantic couple getaways. There was continued education for all. There were good jobs and career paths. There was hope. There was a life. Those are the highlights she held on to. That is what she knew the world saw and what she so desperately wanted to be real. She doesn't mention the fights behind closed doors. The general uncomfortableness she felt so often. She wanted this perfect picture so badly that she ignored the feeling in the pit of her stomach. She pushed the dark, spreading dread down so deep and polished up the shiny exterior. She exerted an enormous amount of energy into not only playing a part herself, but assisting. Quái vật đằng sau mặt nạ, Chuyện này có nội dung nhạy cảm, cảnh báo kích hoạt, đề cập đến lạm dụng, ngập, cố gắng tự tử, đấu tranh sức khỏe tâm thần. cô pha cho anh một ly trà đá Long Island và anh về nhà và nói với mẹ anh rằng anh sẽ kết hôn với người phục vụ rượu. Đó là mùa hè đầu tiên của cô với tư cách là cư dân toàn thời gian của làng chài nhỏ mà cô đã thường xuyên đến thăm hồi còn trẻ. Các con của cô ấy ở một bang khác trong chuyến thăm vào mùa hè với người yêu cũ đã khiến cô ấy tận hưởng một khoảng thời gian ngắn ngủi từ cuộc sống làm mẹ đơn thân toàn thời gian. Đối với khách hàng uống trà đá Long Island này, cô không nghĩ đến việc kết hôn với anh ta, nhưng cô đang nghĩ về anh ta anh ấy 6 tuổi một với bím tóc và làn da nâu lấp lánh dưới ánh mặt trời. Khi anh ấy đi dạo và lấy một chiếc ghế đẩu tại quầy ba bên ngoài bờ sông của cô ấy, anh ta rời đi sau một ly rượu đó và cô ngay lập tức bơm cho hai chị gái của anh ta, những người phục vụ tại cùng một cơ sở, để biết thông tin về anh ta. Cô nhẹ dạ cả tin và không theo đuổi nữa sau khi cô biết anh có bạn gái, cô ấy đã tiếp tục có một mùa hè tuyệt vời với một địa phương khác kéo dài suốt mùa giải và cuối cùng kết thúc chỉ vào khoảng những ngày nghỉ đó là tại bữa tiệc holiday của nhân viên anh ta người sẽ vẫn vô danh từ bây giờ cho đến cuối thời gian đã xuất hiện trở lại hiện trường anh ấy cũng gần đây thấy mình độc thân cô đưa anh về nhà và anh ở lại đó là dài và ngắn của nó những đứa trẻ thích anh ấy ngay lập tức anh ấy rất vui tính và đủ dễ dàng để dành thời gian cho mọi người nó tiến triển rất nhanh cô đã cho rằng anh là anh trai đối với những người đồng nghiệp mà cô đã trở thành bạn của nhau. Một thời gian ngắn sau, cô biết mình đã nhầm và anh ta thực sự kém cô 11 tuổi. Khi nghe điều này, cô ấy đã nói, ồ ồ, không giống như tôi sẽ kết hôn với anh ấy. Cô ấy đã sai, chỉ trong hai tháng kể từ cuộc tụ họp trong kỳ nghỉ định mệnh đó. Cô sẽ thấy họ đang mong đợi một đứa trẻ. Cô út trong số ba đứa con mà cô có được 7 tuổi, cô chưa có ý định sinh thêm tuy nhiên khi nhìn thấy vạch thứ hai xuất hiện trên cây gậy mà cô ấy cầm trên tay cô ấy không thể không bị chế ngự bởi một niềm phấn khích và tình yêu thuần khiết dành cho hạt giống có kích thước đặc biệt đang phát triển bên trong cô ấy phản ứng của anh ấy cũng vui mừng không kém và anh ấy thề trong giây phút đó sẽ luôn ở bên cô ấy những đứa con của cô ấy và bây giờ là của họ thật khó khăn khi cô ấy từng ghi nhận những hồi ức vui vẻ này những lần trong mối quan hệ ban đầu khi cô ấy tràn đầy tình yêu và hy vọng cô ấy thường không cho phép mình nhớ lại niềm hạnh phúc bởi vì sự xấu hổ mà nó tràn ngập trong cô ấy sự xấu hổ bắt nguồn từ việc biết rằng chính cô đã không chỉ cho phép anh vào cuộc sống của họ mà còn cố ý chiến đấu để giữ anh ở lại với họ chỉ vài tháng sau khi mang thai mọi thứ bắt đầu thay đổi cô ấy đã nhận ra các dấu hiệu của chứng nghiện đang hoạt động và nó kéo theo tất cả sự hỗn loạn nó có thể có có đánh nhau nước mắt gian lận và bạo lực cuối cùng thì nó cũng xong và cô ấy bước vào một tương lai nơi cô ấy sẽ tiếp tục làm mẹ đơn thân bây giờ với một đứa con thơ trong tay anh ấy đã đến được với sự ra đời của con gái họ và họ đã cố gắng trở thành một gia đình trong một thời gian ngắn nỗ lực nhanh chóng thất bại với anh ta ra khỏi bức tranh cảm thấy cô đơn và choáng ngợp cô phải vật lộn với những con quỷ của riêng mình cô ấy đã đưa ra những quyết định có vấn đề và đi một số con đường đen tối. Cô đi trên một con đường quá tối, cô tìm thấy anh trên đó. Họ đã không làm cho nó hoạt động trong ánh sáng, nhưng bây giờ trong thế giới bóng tối này, họ đã đến với nhau và tạo thành một kết nối xoắn được đang xen bởi những lời nói dối và sự phản bội. Cô trở nên không thể nhận ra chính mình cho đến một buổi sáng tháng giêng lạnh giá, nhìn chầm chầm vào hình ảnh phản chiếu của mình. Cô thấy thấp thoáng người phụ nữ, người mẹ mà cô từng là cô ấy vẫn ở trong đó và trong khoảnh khắc duy nhất của grayser những ngọn đèn mặc dù lúc đầu mờ nhạt nhưng lại bật sáng trở lại cô bước ra khỏi sự ảm đạm và trở lại với sự ấm áp của mặt trời cuộc sống tiến triển nhanh chóng và suôn sẻ có phần liền mạch vì cô ấy hoàn toàn chấp nhận tất cả những gì cảm thấy đúng đắn anh gắn bó với cô hơn là đánh mất cô và họ cũng như bốn sinh mạng trẻ trên chuyến xe này cùng nhau lớn lên có một đám cưới một đám cưới đẹp đơn giản được tổ chức đã có cộng đồng có một gia đình hội thánh được tham gia nơi họ thờ phượng cùng nhau nơi họ tình nguyện cùng nhau có các môn thể thao được chơi và huấn luyện có những kỳ nghỉ gia đình và những nơi nghỉ ngơi lãng mạn của các cặp đôi có sự giáo dục liên tục cho tất cả mọi người có công việc tốt và con đường sự nghiệp đã có hy vọng đã có một cuộc sống đó là những điểm nổi bật mà cô ấy đã nắm giữ đó là những gì cô biết thế giới đã thấy và những gì cô vô cùng muốn trở thành sự thật cô ấy không đề cập đến những cuộc chiến đằng sau những cánh cửa đóng kín cô thường xuyên cảm thấy khó chịu cô muốn bức ảnh hoàn hảo này kinh khủng đến nỗi cô bỏ qua cảm giác trong bụng mình cô ấy đẩy bóng tối trải rộng nỗi sợ hãi xuống thật sâu và đánh bóng bề ngoài sáng bóng cô ấy đã sử dụng rất nhiều năng lượng để không chỉ đóng một vai trò của mình mà còn hỗ trợ